Vào lúc 15 giờ 22 phút ngày 28 tháng 10, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí phát hiện dưới hầm tuabin máy phát điện, cách miệng hầm 13,5m, nạn nhân bị vùi lấp trong hầm chứa các thiết bị máy móc, lượng bùn đất lớn sau sạt lở. Đến 17 giờ, các lực lượng đang triển khai đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hầm tuabin. Thượng tá Hồ Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Trà Bồng cho biết, nạn nhân tìm thấy là anh N, sinh năm 1995, trú phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Trước đó, tối ngày 20 tháng 10, do ảnh hưởng bão số 4 gây sạt lở núi làm vùi lấp tổ máy phát điện số 1, nhà máy thủy điện Cà Tinh, khiến kỹ sư N mất tích. Thời điểm đó, kỹ sư N đang trực và không chạy thoát kịp, nên đã bị vùi lấp trong hầm tuabin. Qua 18 ngày, các lực lượng triển khai tìm kiếm xuyên ngày đêm và đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình.